Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chia đôi bảng và nối bảng trong Word Giả sử như ở đây tôi có một bảng, bảng của tôi á nó gồm có 19 dòng Tuy nhiên ở đây á tôi thấy bảng của tôi nó quá lớn và tôi muốn chia nhỏ nó ra Cụ thể ở đây tôi sẽ chia đôi bảng này ra Ở đây tôi sẽ chia đôi là bắt đầu từ dòng số 10 xuống dòng số 19 này Tôi sẽ tách ra thành một bảng mới Thì ở đây tôi sẽ làm như sau Là bước 1 tôi sẽ đặt con chỏ chuột tại dòng số 10 này. Sau đó tôi sẽ vào tab layout. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào mục là split table. Tôi chọn vào. Thì các bạn thấy lúc này á từ dòng số 10 trở xuống á nó đã tạo ra thành một bảng mới. Các bạn cũng có thể là tách ra thành nhiều bảng nữa. Ở đây tôi sẽ là đánh số tự lại này, tôi chọn vào số tự này, sau đó tôi bấm phải chuột. Tiếp theo tôi chọn là set numeric value này. Ở đây nó bắt đầu bằng 10 Tôi sẽ cho bằng 1 Ok Rồi tiếp theo Ở đây tôi muốn tách ra thành một bảng nữa Bắt đầu từ dòng số 6 này Trở xuống Tôi sẽ tách ra thành một bảng nữa Thì tôi sẽ đặt con trỏ chuột Tại dòng số 6 Tiếp theo tôi vào top layout Tôi chọn vào một là Split table Thì các bạn thấy lúc này á Từ dòng số 6 Trở xuống á Nó đã tạo ra thành một Một bạn mới Đó là Cách tách bảng trong một tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách gộp bản nếu mà các bạn chúng ta muốn gộp tất cả các bảng này lại với nhau thành một bảng duy nhất á thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này đầu tiên tôi sẽ là gộp các bảng này với bảng này thành một thì tôi sẽ làm như sau này đặt con chỏ chuột tại bảng ở dưới á sau đó các bạn chúng ta để ở bên trái phía trên á nó có dấu cộng các bạn chúng ta sẽ giữ chuột trái ở dấu cộng này rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ kéo lên các bạn giữ chặt chuột trái nha và các bạn khi các bạn giữ chặt chuột trái lúc này nó sẽ có các đường viền mờ mờ này sau đó các bạn chúng ta sẽ kéo sát cái đường biên đối với cái dòng cuối cùng của bạn ở trên đó rồi các bạn thả ra thì lúc này chúng ta đã nối được bảng. Đó đối với cách làm tương tự thì các bạn cũng chọn vào bạn ở dưới này sau đó các bạn chúng ta giữ chặt chuột trái ở dấu cộng này này giữ rồi bây giờ các bạn chúng ta kéo này Khi nào nó xuất hiện cái dấu mờ này Thì các bạn kéo sát lên. lên cái dòng cuối cùng của bạn ở trên Nhớ là giữ chặt chuột trái nha Xong đó các bạn chúng ta sẽ kéo chuột lên Đó Thì các bạn thấy lúc này á Tôi đã nối ba bảng lại với nhau Thành một bảng duy nhất Đó Đã nối được ba bảng với nhau Thành một bảng duy nhất Rồi tiếp theo Tôi sẽ đánh số tự Quét chọn vào các ô mà tôi muốn đánh số tự Sau đó tôi sẽ vào một là Neverit này tôi chọn vào define number format này, tôi chọn vào. Sau đó tôi sẽ chọn là 123. Ở đây tôi sẽ xóa dấu chấm đi. Ok. Rồi ở đây tôi sẽ kéo rộng cột ra. Tôi kéo rộng cột ra này. Rồi sau đó tôi sẽ là đưa vị trí của số tự nó qua bên bên trái. rồi bây giờ tôi sẽ là kéo lại đó như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách chia đôi bản và nối bản trong quạt nếu thấy video hay hiểu hết á thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi